Ứng cử viên Odinga tuyên bố thách thức kết quả bầu cử tại tòa án, tin từ Nairobi. Mở họp báo vài giờ sau khi Ủy ban bầu cử độc lập tuyên bố kết quả. Ông Odinga nói rằng là tiến trình bầu cử lan tràn nhiều điểm bất hợp pháp, cho nên ông sẽ đưa cuộc bầu cử ra tòa và sẽ chấp nhận phán quyết của tòa. Đảng Liên minh Cải cách và Dân chủ của Thủ tướng Odinga đã đặt câu hỏi đối với tiến trình đếm phiếu. Ủy ban bầu cử nói rằng vì hệ thống điện tử bị hư cho nên đã phải đếm phiếu bằng tay và phải tuyên bố kết quả trễ. Ông Odinga nói rằng Ủy ban bầu cử có kinh nghiệm thực hiện một cuộc bầu cử tốt đẹp và minh bạch, nhưng người dân Kenya đã cảm thấy thất vọng. Vì vậy, ông ta sẽ nhanh chóng đưa cuộc bầu cử ra tòa, muốn mọi người dân tôn trọng pháp luật và hiến pháp. Tối cao pháp viện sẽ quyết định kết quả bầu cử có hợp pháp hay không. Cùng lúc thì ông Odinga cũng kêu gọi người ủng hộ tránh bạo động, nói rằng mọi sự bạo động chỉ phá hoại quốc gia Kenya, không phục vụ cho lợi ích nào. Ông Odinga có thể khiếu nại kết quả bầu cử ở tối cao pháp viện trong thời gian là 7 ngày. Tối cao pháp viện sẽ phải đưa ra phán quyết trong vòng thời gian là 1 tuần.